Hôm ấy em chỉ cao đưa em đã bàn giao xong cho anh Giang ở thành phố Tuyên Quang một buổi giao đầu 4.000. Và bây giờ cũng là buổi trưa, là hàng xóm cũng đang nghỉ ngơi, chúng em cũng không test nhạc lâu. Và sau khi chị đã nghe thử và hát thử bộ dàn này thì chị thấy bộ dàn anh chị đầu tư thế nào? Ok. Nhiệt tình lắm, bọn em nhiệt tình cái rất cảm ơn. Công ty cảm ơn anh chị rất nhiều. Và gần đây có những anh em làm cái anh ấy xem lâu lắm rồi nhưng mà bây giờ anh mới quyết định làm. Anh định mua lâu nhưng chỉ sợ chị không thích chị về mắng anh mà. Chị hát nhiều hơn anh. Cái bài thử cho mọi người đánh giá và thử thấy bộ dàn thế nào, ông ý chưa? Ok. Cảm ơn. Tôi đi em ơi. Cảm ơn. Vâng, chào các bác, và hiện tại thì anh em Zika Audio chúng em đang di chuyển trên cao tốc Nội Bài Lào Cai để hướng đến thành phố Tuyên Quang để lắp đặt cho gia đình Giang một bộ dàn âm thanh. Và theo vị trí hiện tại thì chúng em còn cách thành phố Tuyên Quang khoảng 150 km nữa, một vùng đường rất xa. Và sau đi nhà anh Giang thì các bác sẽ được tham quan ngôi nhà và thưởng thức cái chất nhạc của bộ dàn âm thanh ngày hôm nay do anh em Zika Audio chúng em set up tận nhà, và các bác hãy đồng hành cùng chúng em trong cái chuyến hành trình lắp đặt của ngày hôm nay. Thời tiết rất mát mẻ và có nắng, trời cũng vào thu và sắp chuyển sang đông rồi, nên là rất dễ chịu các bạn. Và các bác yêu âm thanh, nhất là các bác ở thành phố Tuyên Quang mà đang muốn tìm kiếm một bộ dàn âm thanh, thì các bác có thể qua trực tiếp tại số nhà 08 tổ 17 phường Minh Xuân để tham khảo cái bộ dàn ngày hôm nay chúng em set up cho nhà anh Giang. Mời qua nhá. Alo, xin chào tất cả các bác và anh em yêu âm thanh nhá. Và các bác nào uống bia không ạ? Chúng em đang có mặt ở thành phố Tuyên Quang, nhà số 08. Và bác nào uống bia cũng như yêu âm thanh thì các bác hãy ở gần địa phận này, các bác có thể qua nhà anh Giang. Và kỹ thuật của Zika Audio chúng em đang đến để trang trí cho nhà anh Giang một bộ dàn. Và chúng em đã cài đặt cũng như căn chỉnh những cái tần số lý tưởng nhất. Và bộ dàn hôm nay gồm có một cặp loa G2000, một con đẩy liệp vang X22, một vàng gold, một bộ mic không dây VK321 và loa siêu trầm F1200. Và bộ dàn âm thanh này nó sẽ phù hợp với những cái không gian diện tích tầm độ 30m2, trong khoảng từ 15 đến 40m2. Các bác và anh em nghe nhạc giải trí hát karaoke thoải mái. Và các bác cùng nghe anh chị hát một bài Nắng Ấm Quê Hương. Mà trong nắng trong mưa vẫn lên danh sơn, mà trong bóng trong đời vẫn phần cuộc sinh sôi. Hãy nhớ ơi, mà yêu em thế, anh yêu em. Cho các bác và anh em tham khảo, và những cái diện tích cho phép thì chúng em sẽ ship tận nhà cho các bác.